A Di Đà Phật, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì quý vị và các bạn có được khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc hay không ạ? Nếu như quý vị đang được khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc thì xin chúc mừng quý vị vì quý vị đang có một cuộc sống rất là tuyệt vời. Và trong cuộc sống này, nếu như quý vị không được bình an, hạnh phúc và khỏe mạnh thì thông thường quý vị sẽ làm điều gì? Có thể một người nào đó sẽ chọn một cách nào đó của bản thân họ để làm cho cuộc sống trở nên vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn hoặc là khỏe mạnh hơn. Ví dụ như là quý vị đang làm việc trong một thành phố rất là chật chội, nơi mà chúng ta hàng ngày phải nghe rất là nhiều tiếng ồn của xe cộ, rồi chúng ta phải đối mặt với rất nhiều những phiền não trong công việc. Thì trong cái hoàn cảnh như vậy, nếu quý vị đang rất buồn thì quý vị sẽ làm điều gì? Chắc chắn thì có người họ sẽ chọn cho mình một cách như là xem phim, nghe nhạc, hoặc có người chọn một cách khác, đó là bỏ thành thị, đi về một vùng nông thôn, nơi đó có những cánh đồng lúa rất là xanh, rồi chúng ta có thể hòa nhập với đời sống rất là dạng dị ở nông thôn. Hoặc có người khác là chọn cho mình một cách khác, bằng cách đó là đi ra biển để có thể nghe được những tiếng sóng vỗ, để có thể nghe được những lời thì thầm của đại dương. Và nếu như hôm nay quý vị đang cảm thấy mệt mỏi thì quý vị có thể sau giờ làm việc hoặc sau giờ học, nếu có thể được thì quý vị hãy đến một cái bờ biển nào đó gần nhất, hoặc quý vị có thể sắp xếp cho mình một chuyến đi biển gần nhất để chúng ta có thể thả hồn mình vào đại dương mênh mông bao la và có thể đắm mình trong tiếng hát của những con sóng nơi biển cả. Và hôm nay Tâm Nguyên sẽ kể cho các bạn và tất cả quý vị một câu chuyện rất là thú vị về biển. Đó là một cuộc gặp gỡ rất là đặc biệt giữa Đức Phật với một vị thần cai quản biển có tên là Paharada. Thì câu chuyện này được Đức Phật kể lúc Đức Phật còn tại thế với thánh giả là vua Vilanda, hoàng hậu Malika, các vị tăng ni Phật tử trong thời bấy giờ. Hôm đó thì có rất là nhiều các vị thánh chúng đến để nghe Đức Phật kể về câu chuyện này. Thì Đức Phật mở đầu câu chuyện này bằng việc kể rằng là khi mà Đức Phật sau mùa hạ thứ 8, khi đã hoàn thành việc giáo hóa, thì Đức Phật đã đến một bờ biển của Ấn Độ để có thể thông dong bước những bước chân tự tại và chánh niệm, và có thể cảm nhận được hạnh phúc trên mỗi bước chân của mình khi chạm vào cát biển cũng như lắng nghe tiếng hát của đại dương. Khi mà Đức Phật đang đi thiền hành ở trên một cái bãi biển như vậy thì có một vị thần biển tên là Paharada từ đâu đó xuất hiện với hào quang, y phục rất là chói lọi, và vị thần này hiện ra trước mắt Đức Phật rồi cất lên tiếng nói rằng: "Ô, tôi biết ngài là ai đấy." Đức Phật cũng nói rằng: "Còn ta cũng biết ngươi là ai đấy, Paharada." Thì cái vị thần này nghe như vậy thì liền mỉm cười và nói rằng: "Này Sa-môn Gotama." Sa-môn Gotama là Đức Phật đó các bạn. "Này Sa-môn Gotama, tại sao ngài lại đứng ở đây tại một cái biển xa xôi và hẻo lánh như vậy?" Thì Đức Phật trả lời rằng: "Thì ta đến đây để ngắm biển." Vị thần biển kia lại hỏi Đức Phật: "Biển có gì thích thú mà phải ngắm thưa Sa-môn Gotama?" Đức Phật mỉm cười và đáp lại rằng: "Nhưng mà ta biết ngươi cũng đang là rất thích thú biển đúng không?" Thì vị thần kia mới đáp lại rằng: "Ồ đúng rồi, không những tôi mà các quân lính của tôi cũng rất là thích biển, tại vì chúng đã dựng lâu đài ở trên biển, chúng ca hát nhảy múa trên biển, rồi chúng tổ chức các yến tiệc ở trên biển. Vợ chồng con cái của chúng cũng say sưa ca hát ở trên biển. Thậm chí chúng còn bày mưu tập trận đánh nhau ở trên biển. Thì tất cả những việc đó thích thú lắm, ngài có biết không?" Thì Đức Phật trả lời rằng: "Ồ, đúng là thú vị thật. Nhưng này thần biển Paharada, ngươi là người đã cai quản cái biển này rất là lâu rồi. Vậy ngươi có nhận biết là trong biển lớn có những cái đức tính đặc thù như thế nào hay không?" Vị thần này mới trả lời rằng: "Ồ, tôi biết chứ, tôi biết rất rõ và rất là sành sỏi ở đằng khác nữa. Và
chỉ có tôi là cái người duy nhất có thẩm quyền và tôi có thể nói về cái điều ấy một cách rõ ràng hơn bất cứ ai ở trên đời này. Ngay cả Ngài là cái người được tôn xưng là một vị thầy của trời người, nhưng mà chưa chắc Ngài đã có thể nói được rốt ráo như tôi. Khi nghe như vậy thì Đức Phật liền mỉm cười và nói rằng: Ồ, tốt quá, vậy ngươi hãy nói cho ta nghe về biển cả như thế nào. Vị thần nói rằng: Tôi sẽ bắt đầu nói biển cả cho Ngài nghe. Thưa Sa môn Gotama, biển cả có 8 đặc tính lớn mà không có nơi nào có được. Thứ nhất, đó là biển xuôi dần dần, xuôi từ từ và từ cạn đến sâu, không có thình lình, cũng không đột ngột tạo nên những cái hang hay là những cái vực thẳm. Thứ hai á, là biển muôn đời vẫn đứng một chỗ và nó không xê dịch như suối như sông, và nó còn thụ phần nhận nại và không bao giờ phá vượt qua cái bờ này hay là bờ kia. Và cái điều thứ ba đó là biển không bao giờ chứa những cái xác chết như là xác người hay là xác thú. Bởi vậy nó quăng vứt ngay lên bờ nếu như mà trong biển có những cái xác chết này. Và biển không bao giờ lưu giữ lại những vật bất tịnh ấy trong lòng của nó. Thứ tư là hệ có một con sông lớn nào như sông Ganga, sông Yamuna, sông Asiravati hay là sông Sarabu, sông Mahi, khi mà chạy về biển lớn á, thì chúng liền bỏ quên tên tuổi của mình để hòa nhập với cái đại đồng. Và cái điều thứ năm á, là dầu tất cả sông cái, sông con chạy vào biển 100 năm hay là 1.000 năm, hay là dầu cho mưa trên trời cũng đổ xuống 100 năm, 1.000 năm thì lòng biển cũng dung chứa hết mà không bao giờ tràn ra ngoài. Và nó cứ mãi như vậy mà không vơi, cũng không đầy. Thứ sáu là biển chỉ thuần một vì mặn, dẫu cả triệu năm cũng không thay đổi tính chất của mình. Và cái điều thứ bảy đó là lòng biển lớn chứa tất cả những thứ của báu của trần gian như là trân châu, ngọc bích, san hô, vàng, bạc, tất cả mọi thứ châu báu như vậy. Và điều thứ tám đó là biển chính là trú xứ của tất cả chúng sanh, nhất là những chúng sanh lớn. Ví dụ như những chúng sanh có cái độ dài rất là dài, ví dụ như độ dài hàng trăm do tuần, đến 200 do tuần hoặc là đến 500 do tuần. Thưa tôn giả Gotama, thì đó chính là 8 tính chất thù thắng, vi diệu, nên chúng tôi rất là thích thú khi mà cư trú ở nơi đây. Khi nói xong như vậy thì vị thần này liền hỏi là: Còn Ngài thì sao? Thưa tôn giả Gotama, khi Ngài thiết lập giáo pháp, rao giảng giáo pháp thì những tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, ưu bà tắc, ưu bà di có thích thú và sống trong giáo pháp như chúng tôi thích thú và hoan hỷ khi sống trong biển hay không? Đức Phật liền trả lời: Có chứ, này Paharada, họ cũng hoan hỷ và thích thú trong pháp và luật của Như Lai, cũng giống như những người thân quyến thuộc của ngươi thích thú và hoan hỷ khi mà sống trong biển lớn vậy. Nghe Đức Phật nói như vậy thì vị thần kia lại hỏi Đức Phật rằng: Vậy thì pháp và luật của Đức Như Lai có tính chất gì, có đặc tính vi diệu gì mà chúng đệ tử của Ngài có thể hoan hỷ và thích thú để sống trong đó như vậy? Đức Phật liền trả lời: Như biển lớn có 8 tính chất đặc thù mà ngươi vừa kể cho Như Lai nghe, thì pháp và luật của Như Lai cũng có 8 tính chất đặc biệt thù thắng và chẳng có nơi nào có thể có được. Nghe Đức Phật nói như vậy thì Paharada rất là thú vị và nói với Đức Phật rằng: Thưa Sa môn Gotama, tôi xin được rửa tai để lắng nghe 8 điều kỳ diệu chưa từng có ấy. Đức Phật mỉm cười rồi trả lời rằng: Này Paharada, hãy nghe và Như Lai sẽ nói rõ đây. Thứ nhất, đó là pháp và luật của Như Lai cũng xuôi từ từ, xuôi dần dần, từ cạn vào sâu, không có đột ngột tạo hang, tạo vực. Tại vì sao vậy? Tại vì pháp và luật của Như Lai giảng nói bao giờ cũng tuần từ thứ lớp, từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, từ cạn vào sâu. Và học pháp thì phải từ từ theo thứ tự như vậy, cũng tương tự. Và cái con đường hành trì cũng như thế, mà sự chứng ngộ cũng tương tự như thế. Và không bao giờ có chuyện thình lình mà thệ nhập, và cũng không có sự đột nhiên mà chứng ngộ. Khi nghe Đức Phật nói như vậy xong thì Paharada reo lên: Ô, thật là hay quá, thật là tuyệt vời. Vậy thì hãy cho ta nghe điều thứ hai.
là biển chỉ đứng một chỗ, không vượt qua bờ. Đức Phật lại nói tiếp, điều thứ hai giáo pháp của Như Lai là từ chứng nghiệm giác ngộ thật sự, từ chân lý thật mà nói ra, nên không thay đổi và biến hóa theo thời gian. Và đệ tử của Như Lai sống trong lòng giáo pháp ấy, thích thú trong giáo pháp ấy, không ở yên một chỗ, không bao giờ dám vượt ngoài một giới hạn nào cả, bờ này hay là bờ kia của trí kiến. Và có vị thà hy sinh thân mạng để giữ gìn pháp và luật ấy, huống hồ là vượt qua hay là phá rào. Ôi thật là kỳ diệu thay, thưa Sa môn Gotama. Đức Phật lại nói tiếp, điều thứ ba đó là biển lớn không chứa chấp vượt bất tịnh, thì giáo pháp của Như Lai cũng tương tự như vậy. Người nào ác giới, sống theo ác pháp, có sở hành bất tịnh đáng ngờ, có những hành vi che đậy, không phải là sa môn mà tự nhận là sa môn, không sống phàm hành mà là giả danh là phàm hành, nội tâm không trong sạch bất chánh, tăng già sẽ hồi họp lại rồi trục xuất người ấy, không cho họ sống cùng với tăng đoàn nữa. Và điều thứ tư, những con sông về với biển đều phải bỏ tuổi, bỏ tên. Thì cộng vậy, trong giáo hội của Như Lai có bốn giai cấp, đó là Sát Đế Lì, Bà La Môn, Vệ Xá và Thụ Đà La. Và khi họ đã xuất gia thì họ sẽ sống không gia đình, họ cũng từ bỏ giai cấp, địa vị, bỏ tên, bỏ tuổi, bỏ danh vọng, bỏ sự nghiệp, thậm chí bỏ quê hương, chủng tộc. Họ sẽ làm những vị sa môn thích tử mà thôi. Và cái điều thứ năm đó là trăm sông đổ về biển, trăm lượng nước mưa xuống từ trời cũng không làm cho biển đầy hay vơi. Cũng vậy này, Paha Raya, có nhiều tỳ kheo, tỳ kheo ni nhập niết bàn không có dư y, mà sau này nếu có vô lượng các vị tỳ kheo hay là vô lượng tỳ kheo ni nhập niết bàn không có dư y như thế, thì niết bàn cũng không tràn, không đầy và cũng không vơi như biển bầy. Và điều thứ sáu này, Paharaja, nếu biển chỉ có một vị mặn thuần nhất thì giáo pháp của Như Lai cũng như thế, nó chỉ có một vị thuần nhất, thuần chất, đó chính là vị giải thoát. Và điều thứ bảy này, Paharaja, nếu biển tích lũy mọi châu báu của nhân gian thì giáo pháp của Như Lai cũng là nơi chứa chữ những châu báu siêu thế. Đấy là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý tốc, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Và điều thứ tám nữa này, Paharaja, biển là trú xứ của rất nhiều chúng sanh lớn, thì giáo pháp của Như Lai cũng là trú xứ của những bậc thánh nhân, còn hơn là chúng sanh lớn, còn hơn là các vị đại vương, các vị thiên vương, ấy là các bậc dự lưu đạo, dự lưu quả, nhất lai đạo, nhất lai quả, bất lai đạo, bất lai quả, A-la-hán đạo, A-la-hán quả. Thì khi Đức Phật nói xong tám tính chất đặc thù của giáo pháp, thì Paharaja kính cẩn thốt lên, ôi quả thật là vi diệu, thưa Sa môn Gotama. Trước đây thì tôi chỉ nghe lời đồn Đức Thế Tôn là như vậy, với những danh xưng hay là những tôn xưng thắng vượt ra ngoài tám giới như vậy. Thì nay tôi đã thấy rõ Sa môn Gotama là một bậc thông tuệ, là một bậc ưu việt, mà thế gian cả triều lần sinh diệt của quả địa cầu cũng không có một người thứ hai. Tôi vô cùng ngưỡng mộ và xin được làm kẻ hộ trì cho giáo pháp của Đức Tôn Sư. Và khi kể câu chuyện này xong thì Đức Phật liền quay lại các vị thánh chúng và nói rằng, này chư vị, biển lớn với tám đặc tính ưu việt như vậy vẫn chưa là đủ so với giáo pháp của Đức Như Lai, chưa phải là vi diệu bằng giáo pháp của Như Lai. Tại sao vậy? Tại vì ví như tại giảng đường Kỳ Viên ngày hôm nay, chẳng khác gì một biển lớn gồm có tỳ kheo, tỳ kheo ni, cần sự nam, cần sự nữ, và đầy đủ cả bốn giai cấp, đầy đủ các vị thánh sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, và đầy đủ những chúng sanh như đất vua Paisenaji hay là hoàng hậu Malika hay là các vị quan đại thần, các đại gia chủ cộng điều đến nghe pháp tu học, nhưng mà họ lại không lấn ép nhau, không ức hiếp nhau, ai có chức phần, bổn phần và trách nhiệm của người nấy. Còn biển lớn kia thì chúng sanh lớn ăn thịt chúng sanh nhỏ, cá lớn nuốt cá bé để nuôi mạng mình, và như thế giáo pháp của Như Lai vi diệu hơn biển lớn kia rất là nhiều. Và còn một điều nữa, đó là biển lớn kia đó
những chúng sanh hữu tình thấp thỏi nhỏ bé thì muôn đời vẫn ở với cái thân phận thấp thỏi nhỏ bé và không bao giờ có thể trở thành những chúng sanh lớn được. Còn giáo pháp của Như Lai thì hoàn toàn khác như thế. Tại sao vậy? Vì một chúng sanh nhỏ sinh trong giai cấp thấp thỏi hạ liệt, ví như là làm nghề đổ phân hay làm nghề hốt rác, nghề nạo vét úng cống cũng có thể trở thành một thánh nhân, nghĩa là thành một chúng sanh lớn. Ví dụ như tỳ kheo Sunita xuất thân là một người gánh phân, nhưng mà mấy năm trước xuất gia ở đây và bây giờ thầy đã trở thành một chúng sanh lớn, một vị thánh lớn. Hay là ví dụ như một người nô lệ trong đại gia đình của trưởng giả cấp cô độc là tỳ kheo Dasaka, và bây giờ cũng đã trở thành một chúng sanh lớn, một vị thánh lớn. Hay là ví như vị tỳ kheo Ni Ambapali thì bây giờ cũng đã là một chúng sanh lớn, một tỳ kheo Ni, một vị thánh A-la-hán. Như thế thì giáo pháp của Như Lai vi diệu hơn biển lớn kia quá nhiều. Và còn một điều này nữa, những chúng sanh trong biển lớn, lớn lên trong biển lớn, chúng ăn giết nhau trong biển lớn, già đời trong biển lớn rồi chết ở trong biển lớn. Còn biển lớn của Như Lai thì hoàn toàn khác như thế. Biển lớn Niết Bàn của Như Lai không sanh, không già, không bệnh, không chết, không sầu ưu bi khổ não. Và còn một điều nữa, đó là biển lớn kia chỉ thuần nhất một vị mằng, một vị vô tri, còn bên trong thì chẳng chứa một thuộc tính ưu việt nào. Còn giáo pháp của Như Lai tuy cũng thuần một vị giải thoát, nhưng có vị giải thoát lại có luôn những năng lực thắng trí như là tứ vô ngại giải, tứ vô lượng tâm, cùng những khả năng siêu việt khác. Và còn nữa, trong biển lớn, chúng sanh nhỏ là chúng sanh nhỏ, không có chuyện vừa nhỏ vừa lớn. Còn giáo pháp của Như Lai thì khác như thế. Ví như có một người thuộc giai cấp Thủ Đà La, làm nghề chân tay như là việc nặng đồ gốm. Tuy là một chúng sanh nhỏ nhưng người ấy thật vô cùng lớn. Tại vì người ấy có giới lớn, có tín lớn, có tâm lớn, có tuệ lớn. Và câu chuyện buổi thuyết giảng về biển của Đức Phật đến đây cũng khép lại. Mong rằng khi nghe câu chuyện này, mỗi lần các bạn ra biển, có thể thảnh thơi bước trên một bãi biển dài, có thể lắng nghe những lời biển hát và cũng có thể nhớ lại những đặc tính vi diệu mà biển cả luôn hàm tàng ở trong đó, mà cũng như những đặc tính vi diệu trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Xin chúc quý vị và các bạn luôn luôn có được an lạc, hạnh phúc và khỏe mạnh, đặc biệt là luôn được sự gia hộ của mười phương chư Phật. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một ngày gần nhất.